chào các bạn, mình là chủ của chuỗi Ba Bê Số Phú Chí. Thì năm mới của địa bàn thì chúc cả nhà và tất cả các quý khách bình thường một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Nhân dịp năm mới, Ba Bê Số Phú Chí xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, bình an may mắn. Hello everybody, this is Matt. I'd like to say happy 10 to all the customers at Uchi Barbershop in Ho Chi Minh City. Hope you have a happy and safe new year and a very successful year of pig. Okay, take it easy. Bye bye. Hello, xin chào cả nhà. Mình là Vũ Quý Hòa, là một khách hàng thường xuyên của Barbershop Phú Chí. Nhân dịp năm mới, xin chúc toàn thể nhân viên của tập đoàn Barbershop Phú Chí cũng như là các khách hàng của Barbershop Phú Chí một năm mới thành công, vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được nhiều kết quả tốt trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn. Xin chúc cho Barbershop Phú Chí sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn phát đạt. Nhân dịp năm mới, Hoàng Mèo xin chúc cho anh Vũ và anh Chí cũng như tất cả các nhân viên của Barbershop Vũ Chí một năm mới được an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Yeah! Chúc mừng năm mới Barbershop Vũ Trí. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019 thì Quốc Thuận xin kính chúc cho Barbershop Vũ Trí một năm mới thật là nhiều may mắn, công việc thì luôn luôn thuận lợi. Và đặc biệt rằng là Barbershop Vũ Trí sẽ là một địa chỉ thật đáng tin cậy đối với tất cả những người đàn ông, và đặc biệt là ngay cả những em thiếu nhi. Đây sẽ là nơi gửi gắm nhan sắc và gửi gắm từng cọng tóc. Và xin chúc cho mỗi một ngày Barbershop Vũ Trí sẽ thu thập khoảng chừng mấy chục ký tóc. Chúc mừng một năm mới thành công, mỹ mãn, vạn sự như ý. Hello, nhân dịp năm mới về, Đức Thịnh xin thân ái kính chúc cho Barbershop Vũ Trí một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong năm mới, khách sẽ vô nương nương đường được, nhân viên làm mỏi tay luôn, không biết ngơi nghỉ luôn. Với lại toàn thể như lãnh đạo cũng như nhân viên Barbershop Vũ Trí lúc nào cũng là tươi tắn nè, khỏe khoắn nè, và trên môi là tràn ngập tiếng cười, giúp cho Barbershop Vũ Trí một năm mới đại thắng, đại thành công. Nhân dịp năm mới thì mình xin chúc cho tất cả mọi người, tất cả khách hàng và cũng như đặc biệt là anh Vũ Trí và các chi nhánh Barbershop của anh Vũ Trí một năm mới nhiều vui vẻ, nhiều sức khỏe, nhiều thành công, nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui. Và đặc biệt là Barbershop Vũ Trí sẽ ngày càng phát triển, ngày càng thành công trên toàn quốc, có thể là ra khỏi Việt Nam cũng được nha. Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ. Hey, chào Barbershop Vũ Trí. Thật ra là nguyên một năm này rồi, nhờ bên Vũ Trí nên là lúc nào mình cũng có một cái đầu tư tương tất rất là đẹp, và hầu như tất cả các phim vào các nhân vật thì cũng đều nhờ bên Barbershop Vũ Trí. Và hiện giờ thì tất cả các chi nhánh đều lan ra khắp tất cả các tỉnh thành. Ngoài cái đất Sài Gòn này ra thì sắp tới nghe nói là sẽ mở rộng các tỉnh thành khác. Thì bây giờ Lê Quốc Nam xin chúc cho Barbershop Vũ Trí ha, không những trong tất cả các tỉnh thành của đất nước Việt Nam, nhưng mà ráng làm sao để khi mà tôi đi đâu á, bất kể nơi nào của Đông Nam Á đều có Barbershop Vũ Trí nha. Ráng làm sao làm được điều đó cho tôi, vì các bạn cắt tóc quá đẹp, quá đẹp. Chúc một năm mới an khang thịnh vượng, đắc tài và đắc lộc. Barbershop Vũ Trí chào. Chào đi. Hello, chào tất cả quý vị khán giả. Thật sự từ bữa giờ tiên cũng khá là bận bịu, nên tới bây giờ ngày 30 luôn mới ghé được tiệm phát tóc của anh Vũ Trí. Thì sẵn đây tiên xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người là năm sau là năm Quý Hợi, cũng là năm con heo. Chúc mọi người tối ngủ không còn lạnh lẽo, cuộc sống không còn lèo tèo, nụ cười không méo, nói chung sẽ không còn ai nghèo cả. Chúc thành công, chúc hạnh phúc, chúc mừng năm mới. Chúng tôi xin chúc cho vị trí Barbershop một năm mới vạn sự như ý, thành công đại cát đại lợi, năm sau phải mở thêm 100 chi nhánh nữa, năm mới phát tài. Xin chào quý vị, hôm nay Trang đang đi hát ở Miami, Florida, chương trình xuân của cộng đồng Việt Nam nơi đây.
và Trang không quên gửi lời chúc Tết đến shop Barber Vũ Trí, một tiệm cắt tóc nam rất là được nhiều người yêu thích. Không phải vì cái cách cắt tóc đẹp, không phải vì cái cách tỉa tóc hay, nhưng mà vì tính tình, vì cái cách sống của những người làm việc nơi đó, những ông chủ mà Trang được dịp tiếp xúc và Trang rất yêu mến. Nhân dịp năm mới, Trang xin gửi lời chúc đến toàn thể nhân viên và anh em nhà Vũ Trí một năm mới thật là thành công, thật là hạnh phúc, và sẽ mở những chi nhánh khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước. Và hy vọng rằng một ngày nào đó shop Barber Vũ Trí cũng có mặt ở nước ngoài nữa. Xin chúc mọi người một mùa xuân an khang thịnh vượng nha. Chào mọi người. Cũng hơn một năm sử dụng dịch vụ ở Barber Vũ Trí thì mình thấy rất là tuyệt vời. Thì cũng nhân dịp năm mới xin chúc anh Vũ, anh Trí và toàn bộ hệ thống của Barber Vũ Trí một năm mới thật nhiều an lành và nhiều thành công. Nhân dịp năm mới, Gia Bảo xin chúc Barber Shop Vũ Trí lúc nào cũng là đông khách, lúc nào cũng luôn là những sự lựa chọn đầu tiên của mỗi quý khách khi mà nghĩ đến việc cắt tóc hay là tạo mẫu tóc, thì luôn nghĩ đến Barber Shop Vũ Trí. Và Gia Bảo hương chúc cho Vũ Trí sẽ còn mở thêm nhiều chi nhánh khắp Sài Gòn cũng như là khắp các nơi trên toàn đất nước Việt Nam luôn. Và quý vị khách hàng của Vũ Trí thì cũng luôn được những sự ưu đãi rất là nhiệt tình của Vũ Trí, cũng như là gặp nhiều hạnh phúc, vui vẻ và bình an với gia đình cũng như bạn bè của mình. Năm hết Tết đến, chúc Barber Shop Vũ Trí dành sự như ý làm ăn phát tài, ngày càng đông khách hơn nữa. Happy New Year. Lâm Hải Sơn xin mến chúc cho Barber Shop Vũ Trí năm mới phát tài, an khang thịnh vượng. Quan trọng nhất là phải nắm đầu được nhiều người mới có tiền nha. Nhân dịp năm mới thì Hồ Duy Thái cũng xin chúc cho Barber Shop Vũ Trí một năm mới là an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt và càng ngày có thêm nhiều chi nhánh hơn nữa, và sẽ được tất cả anh chị em nghệ sĩ và cũng như là quý khách ở khắp nơi là tin tưởng và đến ủng hộ nhiều hơn nữa. Hai cả nhà, hai shop Vũ Trí nhân dịp năm mới, Long xin gửi đến cho shop Vũ Trí ngày càng phát tài, ngày càng phát đạt và ngày càng đông khách, đông giống như hiện tại vậy nè. Mặc dù đã gần 30 Tết rồi mà vẫn tất bật và bận rộn với công việc của mình. Mong là sang năm 2019 ngày nào và ngày nào cũng vậy hết. Nga xin kính chào đến tất cả các anh em cùng đại gia đình Barber Shop Vũ Trí một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật an khang thịnh vượng và tấn tài tấn lộc nha. Đầu năm mới, Nga xin gửi đến Barber Shop Vũ Trí một nơi tương thật là hồng phát nè, thật là đông khách, khách ra vô nồng nộp luôn nha. Và cầu mong cho những cây kéo vàng của Barber Shop Vũ Trí ngày càng sáng tạo hơn, những kiểu tóc mới lạ hơn, đẹp, độc và lạ. Và kính chúc cho Barber Shop Vũ Trí cũng như tập đoàn của Barber Shop Vũ Trí ngày càng tỏa sáng hơn, thịnh vượng hơn và phát tài hơn nha. Mới cho phép Thu Huy Vũ mến chúc cho salon Barber Shop Vũ Trí thêm một năm mới thêm về thắng lợi, thành công và chiến thắng với tất cả nha. Happy New Year. Chị Thu Vĩ xin chúc cho Barber Shop Vũ Trí và cùng với lại toàn thể tất cả các anh em của Vũ Trí sẽ có một năm mới thật là dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, và nhất là Barber Shop Vũ Trí luôn luôn sẽ được tất cả các bạn trẻ yêu thích và sử dụng để mà làm đẹp cho mình. Và một lần nữa xin chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới thật dồi dào sức khỏe và bạn tình ý. Hôm nay là ngày cuối năm rồi thì không có câu nào nói hay hơn là đó là chúc cho Vũ Trí một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài lộc và tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Năm mới tôi xin chúc cho Barber Shop Vũ Trí một năm mới thật là an khang thịnh vượng, đại cát đại lợi, có càng nhiều cửa hàng hơn để cho những giới trẻ hay cũng như những bạn như Tú, bạn như Tú hay rất nhiều bạn khác đến để cắt tóc, để có mái tóc đẹp. Vâng, chúc một năm mới tất cả mọi người. Xin chúc cho Vũ Trí Barber Shop sang năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý,
sẽ làm được thêm nhiều chi nhánh hơn nữa, sẽ tạo ra được nhiều kiểu tóc hơn nữa để làm đẹp cho tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên thì xin phép cho Vinh Râu cảm ơn Barbershop Vũ Trí đã hỗ trợ những cái mái tóc cho Vinh và những anh em trong Pháp TV trong những năm vừa qua trên mọi nẻo đường, mọi tỉnh thành luôn nha. Tại vì khi mà ví dụ mà mình quay ở quận nào đi chăng nữa thì mình có cần thay đổi kiểu tóc ngay lập tức thì mình cũng tới Barbershop Vũ Trí và bên đó đẩy mình nhanh gọn lẹ và rất là đẹp, rất là ưng ý. Và cũng nhân dịp năm mới thì Vinh Râu cùng nhóm HTV xin chúc cho Barbershop Vũ Trí càng ngày là càng phát triển hơn nữa, thêm nhiều chi nhánh hơn nữa, mở rộng ra toàn quốc và toàn thế giới nha. Cảm ơn tất cả mọi người nè, cảm ơn Barbershop Vũ Trí. Như năm mới thì Thanh Tân cũng như Barbershop Vũ Trí xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và phát tài phát lộc. Quỳnh Phương và cô Kiến Huy xin kính chúc cho quý khách hàng của Vũ Trí có một năm mới thật là vui tươi, nhiều hạnh phúc, phát tài phát lộc và ngày càng đẹp trai. Đúng vậy, lúc nào cũng gọn ghẽ, những mái tóc rất là chất, và thứ hai nữa là bạn thật là thành công, may mắn trong công việc, tình cảm, lễ tình yêu, gia đình, mọi thứ đều may mắn hết trong năm mới. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Ok, thì năm mới Thái Vũ xin chúc Barbershop Vũ Trí một năm an khang thịnh vượng, mọi người kiếm thiệt là nhiều tiền, nhớ là anh Chí anh Vũ vẫn là cười lời lời là được. Ok, cảm ơn. Lời đầu tiên cho phép trịnh túi trung được cảm ơn hai anh Vũ đẹp trai Vũ Trí cũng như là toàn bộ các nhân viên cắt tóc rất là tài năng và tận tâm của Vũ Trí Barbershop đã chăm sóc cho mái tóc của tôi trong suốt một năm vừa qua. Nhân dịp năm mới chúc cho tất cả các khách hàng của Vũ Trí Barbershop một năm mới phát tài phát lộc, luôn luôn bình an và hạnh phúc, và đặc biệt chúc cho Vũ Trí Barbershop sẽ ngày càng có thêm nhiều chi nhánh để phục vụ khách hàng, và đặc biệt là lượng khách năm tới sẽ tăng gấp nhiều gấp lần so với năm nay. Chúc mừng năm mới. Bước sang đại năm mới, em chúc cho Baby Shop Vũ Trí ngày một phát triển. Xin chúc tất cả những thành viên trong Baby Shop Vũ Trí lúc nào cũng tiền vô như thước, sức khỏe thật nhiều nha. I love you. Cho anh bất cứ khi nào người ta làm em giận, đừng khi đó kiểu phong.